sản phẩm của nó dở lắm, sản phẩm của nó chắc cấm không à, chẳng qua là nó nổi tiếng cho nên nhiều người ủng hộ nó thôi. Sản phẩm của mình tốt hơn nhiều. Bạn đã từng nghe và từng nói câu này hay chưa? Còn đối với Huy, Huy đã từng nói câu này trước người thầy của mình, và người thầy của mình đã cho mình một câu cảm thấy mình tỉnh ra luôn. Người thầy nói rằng mày và nó cùng một ruột với nhau. Sao thầy lại nói như vậy? Sản phẩm của con tốt hơn sản phẩm của nó nhiều mà. Ông thầy mới nói với Huy một câu: biết nó kinh doanh sản phẩm không tốt, có hại đến khách hàng. Thế người như mày kinh doanh sản phẩm tốt mà để nó vượt mặt, để nó hại đến khách hàng, thế mày với nó không cùng một ruột là sao? Thì lúc này Huy mới bừng tỉnh rằng mình phải làm sao để mình nổi tiếng hơn, để khách hàng biết đến mình nhiều hơn, để đưa sản phẩm tốt của mình đến khách hàng. Huy quyết định xây dựng thương hiệu cá nhân của mình trên các nền tảng Facebook, TikTok và YouTube. Huy làm một cách quyết liệt để mình nhanh nổi tiếng hơn, để mọi người biết đến Huy nhiều hơn, và Huy nhanh chóng đưa sản phẩm của mình đến khách hàng nhanh hơn. Cho nên Huy nghĩ rằng các anh chị và các bạn cũng phải nổi tiếng, phải có tầm ảnh hưởng thì mới đưa sản phẩm của mình đến tay người tiêu dùng nhanh hơn. Các anh chị không biết bắt đầu từ đâu thì hãy comment số điện thoại phía dưới, Huy cùng với đội ngũ của mình sẽ giúp đỡ cho các anh chị. Chúng ta quyết liệt đẩy lùi sản phẩm kém chất lượng, chúng ta quyết liệt giúp đỡ khách hàng, chúng ta quyết liệt gia tăng giá trị cho khách hàng.